người yêu cũ. Gì? Hả? Là sao? À, anh đau tim quá em ơi. Rồi bầm bể tim rồi kìa. Tôi hơi bị nổi da gà. Tôi bắt đầu nổi da gà. Ủa tại sao lại đặt một cái nickname ngộ như vậy? Là người yêu cũ. Ủa hai bạn đã quen biết nhau trước hả? Em cho anh lý do được không? Anh rất là giống một cái người mà em quen cách đây 3 năm. Gương mặt hay là vóc dáng? Chị thấy là khi mà đối thoại với bạn này, trong cái ánh mắt của em lúc nào nó cũng long lanh, giống như nó một cái cảm xúc gì đó nó sâu ở phía trong. Nhưng mà không ngờ bạn này lại giống người yêu cũ của em, và cảm xúc 3 năm nó ùa về. Chị hiểu con gái tại sao vậy?